Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh NDA Trong video chia sẻ hôm nay chúng ta cùng nhau đến với nền tảng Bitmark Chúng ta sẽ có một chương trình Android với nền tảng Bitmark Dự án Android hôm nay sẽ là dự án Zuri Tham gia chương trình hôm nay thì nếu như anh em chưa có tài khoản trên nền tảng Bitmark Thì bạn thể đăng ký theo link phía dưới mô tả video Sau đó các bạn sẽ sang link tiếp theo Và trong link tiếp theo chúng ta lần lượt mở các kênh mạng xã hội ra để chúng ta đăng ký Chúng ta sẽ follow Twitter của Zuri, Bitmark và các cái trang liên quan Đấy, các bạn chỉ cần ấn vào cái này thì nó sẽ ra ba cái phần link để chúng ta follow. các bạn ấn ngay đây thì nó sẽ hiển thị để chúng ta follow nhé. rồi ở bước tiếp theo thì các bạn sẽ lần được join vào hai kênh telegram kênh thứ nhất là của bitmark và kênh thứ hai là của dán zuri. đây là kênh bitmark này. rồi cùng với đó là kênh của dán uh, zuri. <laughs> ờ, các bạn sẽ mở cái form này cho ra cho mình này. Ở đây có phần retry thì monad ở đây sau khi mở form thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách chúng ta thực hiện phần retry này. Ở đây thì cung cấp ảnh và test Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm nhé. Follow chúng ta chọn retry này. Ở đây thì bạn sẽ test bio slam tester vào. Chúng ta retry. Các bạn có thể vào phần view trong phần này thì các bạn sẽ chụp hình ảnh, xin shot màn hình. Bằng chứng các bạn đã join. Ok, bây giờ chúng ta tiếp tục. Các bạn lộp cái hình ảnh lên ở trong cái form nhé. Các bạn sẽ điền test user lên. Ta mở phần profile đã copy blue slam Twitter no. ok đây tera blue các bạn điền vào bitmark uid các bạn phần vào phần account copy phần uid paste okay, đây ta gửi cái form là xong được chưa Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ với chương trình Alope với dự án Ruri trên nền tảng Bitmark cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn trong video tiếp theo